Làm gì? Làm gì đó? Đạp lên là bể mất rồi sao? Còn gì chỗ của con nằm ngủ nữa. Chơi gì Nam? Nam đang chơi gì vậy? Nam alo hả? Nhưng mà Nam cầm cái đó có phải là cái điện thoại không mà alo? Nam cầm cái đó là cái gì? Cái máy sấy tóc mà alo. Con đang cầm máy sấy tóc đó. Nam ăn cơm chưa? Hả? Nãy con ăn cơm với gì nào? Con ăn cơm với gì? Cá với trứng phải không? Ăn với đậu phải không? Rồi con uống cái gì? Con uống gì nữa? Uống cam ngon không? Má coi má cho con nghe cái gì ạ? À? Má con nghe bài hát gì? Bài hát gì? Tung cà lùng tung sen tung sen, tung cà lùng tung sen tung sen. Chết rồi. Thôi má ngủ rồi. Ngủ rồi. Thôi đưa ba đội đi, đưa ba đội chạy ba đội. Thôi đưa ba đội, đâu rồi. Đưa ba đội kìa. Mệt quá. Đưa ba đội nói kìa. Thôi. Nam đội đi. Nó gãy vô cái đó nữa nãy giờ đó, không lấy dầu sức vô. Nam đội đi. Nam đội đi. Hùng má đi. Nam ca bài hát nghe nghe chơi Nam. Gì mà bắt đội hoài? Bắt đội hoài nè phải không?